Ngụp hết cả thở. Hả? Vội vào, hỏng hết chuyện của tao. Thì vội vào rồi xong ấy, ngụp thở lắm, thiếu oxy, chịu không sao được. Thôi, chịu khó tí đi. Lấy thông tin xong rồi anh mời cả. Nước ạ. Cảm ơn. Anh ơi, quán em thoáng lắm. Với lại anh chủ cũng thường xuyên đặt lịch để diệt côn trùng ấy, cho nên là mình yên tâm là an toàn, sạch sẽ. Thế tôi hỏi này, quán mình hình như hơi vắng vẻ nhỉ? À, tùy lúc anh ạ. Cậu ơi, tớ hỏi tí nhá. Cái anh chủ quán này này, anh ấy giàu lắm đúng không? Chứ kinh doanh như thế này chắc gì kinh doanh vì đam mê đâu nhỉ? Dạ đúng rồi ạ, anh ấy mới đi nước ngoài về. Nói đến anh chủ bọn em á, đẹp, giàu, giỏi. Bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì ấm áp. Mà anh nói đúng rồi đấy, anh chủ mở quán ra chủ yếu là tạo công ăn việc làm cho mọi người ấy mà. Mày thấy chưa, có mặt đầy người yêu. Công nhận. Em chả biết sao, nhưng mà thấy chính thất suốt ngày phải đi giữ thôi, thấy cũng mệt. Thế anh hỏi thêm này, nhân viên đâu hết rồi, phải ra cửa đón khách chứ. Mai, vào chị trao đổi trước, lát anh Thái nhà chị đến còn biết điều mà nói. Anh Thái nhà chị, mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Anh Thái! Em định mình sẽ set up lại tủ bánh kia, anh thấy ok không? Cả cái mảng tường này nữa, nó đang trống này. Mình sẽ treo thêm khoảng 4 cái tranh nữa ở khu vực này. Cảm thấy được không? Để sau đi. Để tôi ra xe cho. Ê! Bằng cấp tốt. Trời, mày thua xa nó. Sai. Tao hơn nó hẳn hai thứ. Là thứ nhất là đẹp. 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 Được. Quân tử và trung tình. Được, công nhận. Úi, gì đấy? Tao phải nói cho Pu biết, không thể để Pu bị lừa thế này được. Thì nói không sao. Ui! Này gì? Tao nghĩ rồi, hay là thôi đừng nói với cái Vu nữa, nó có bằng chứng đâu, nói ra nó bảo mình nhỏ mọn. Tao không bao giờ biết nói dối Vu, kiểu gì Vu cũng tin, yên tâm. Hôm nay ra lâu thế nhở? Về nhá. Phú à? Nãy em ở trong lớp nên em không nghe được điện thoại.
chưa gọi điện hay nhắn tin cho em chị ạ. Dạ vâng. Thì nữa em qua chỗ anh Thái một chút. Dạ dạ. Này. Ừ. Ông bạn sao đấy? Sợ. Sợ thì đi về. Rồi thôi. Này. Thôi. Sao đấy? Mày về nấu cơm trước đi. Tao cố chạy lên ngoài quốc. Tầm này công việc trên hết. Ừ. Tôi bắt xe về nhá. Ừ.